Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 vừa kết thúc ngày hôm qua tại Rio de Janeiro, Brazil, nhiều nền kinh tế thế giới đã ký kết thỏa thuận thành lập Liên minh Năng lượng Sạch Toàn cầu. Đây được xem là nỗ lực nhằm thúc đẩy hơn nữa dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, đặc biệt là ở các nền kinh tế đang phát triển. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad đã ký thỏa thuận thành lập Liên minh Năng lượng Sạch Toàn cầu GCPA. GCPA có sự tham gia của một số quốc gia khác như Na Uy và Tanzania. Theo các bên, GCPA tập trung vào việc hỗ trợ các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển xây dựng thị trường năng lượng sạch, trong đó có việc xây dựng các cơ chế tài chính cần thiết cho quá trình chuyển đổi nền kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường. Dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch đang gia tăng mạnh mẽ tại Anh và một số nước khác, nhưng chưa được đẩy mạnh ở một số nước đang phát triển. Các nước đang phát triển chiếm 2/3 dân số thế giới, nhưng chỉ chiếm 15% tổng số vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch toàn cầu trong những năm gần đây. Chúng tôi hy vọng sự thành lập GCPA sẽ thay đổi thực tế này. Việc thành lập GCPA được công bố ở ngay thời điểm hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, hay còn gọi là COP29, đã bước vào tuần làm việc cuối cùng. Các bên tham gia COP29 đang gấp rút tìm kiếm một thỏa thuận nhằm đáp ứng mục tiêu huy động hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Việc khơi thông dòng vốn đầu tư tư nhân vào lĩnh vực năng lượng sạch ở các nền kinh tế đang phát triển được xem là sáng kiến nhằm giải quyết bài toán khí hậu tài chính khi các nguồn tài trợ công không đủ để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi năng lượng.